Anh Gấu Đỏ, anh có đồ Halloween chưa? Em có mũ cướp biển và gậy phù thủy. Em có bẩm 1000 con mắt và bí ngôm mắc quái. Wow. Ui, các em có nhiều đồ Halloween đấy. Anh chả có cái gì, chỉ có mấy cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Cả cái này nữa. Cái này. 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 Bita Bita, cho anh mượn ngón tay. Đây anh Gấu Đỏ. Ê, anh mượn con nút này này. Đây. Đi lại, đi lại. Đây là một hàm răng biết đi các bạn nhá. Anh cần nhiều đồ lắm. Đây thế này. Đây cả một con zombie này, hả ta bóc ra cho anh. Zombie biết đi các bạn. Nhìn ngon đấy. Con này hay đổ con này. Đây này, đây này các bạn ạ. Thôi hết rồi. Nào nào nào. Đây 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 đây. Đây đây bây giờ. Thử cho con này với con này đua xem. 1 2 3 bỏ tay ra. Con zombie này đi nhanh lên các bạn ơi. Gần 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 gần. Bây giờ đi đến đây. Tiếp theo, mình còn có một cái vòng cổ Halloween kinh dị nữa này các bạn ơi. Làm sao kinh dị? Vòng cổ bí của em. Halloween, 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 Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Làm gì mà hát có mất một câu hát đi hát lại đấy. Nhìn anh hát ra này. Câu Halloween. Ô, cái mặt lạ Halloween của anh ở đây đâu rồi? Có một cái mặt lạ kinh dị đâu rồi? Đâu rồi? Hàng xóm ơi. Đồ Halloween thì nhiều đấy, nhưng mà không có trang phục Halloween, không có trang phục Halloween và không có trang phục Halloween. Thế thì gọi gì là Halloween? Hay là bây giờ anh em mình đi mua đồ rồi thiết kế trang phục Halloween đi. Được đấy anh ơi, đảm bảo trang phục của em ấy là vô địch trong ba anh em mình. Trang phục của em à, vô địch hơn của Hà Sam. Trang phục của anh mới là đẳng cấp, đi thôi. Để làm trang phục Halloween kinh dị, mình sẽ chọn bìa cắt tông. Anh Gấu Đỏ, anh Gấu Đỏ, ngồi vào đây cho sạch, ngồi đất làm gì cho bạn. Đấy, ý dùi hồi đấy. Còn mình sẽ làm trang phục Halloween bằng vải. Chú chọa, cái vải này á, làm vải cũng đẹp đây Gấu Đỏ ạ. Tí 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 tí. Hà Sam, vải cũng đẹp đây, nhưng mà cởi ra giả cho anh Gấu Đỏ đi. Tớ sẽ chọn xe em bé làm đồ Halloween. Cái xe này làm đồ Halloween cũng được đấy Vita nhá. Đố Vita biết anh đang làm cái gì? Anh đang vẽ siêu nhân gao hay sao ấy? Siêu nhân gao đâu mà siêu nhân gao? Halloween ai lại làm siêu nhân gao? Nhìn mặt kinh dị như thế này cơ mà. Anh đang làm cái mũ cho bộ trang phục của anh nó thêm phần sinh động đấy Vita. Đấy. Ngứa hết cả đầu. Để anh gãi cho. Cảm ơn anh Gấu Đỏ. Ôi em đây. Cảm ơn anh nha. Tay anh Gấu Đỏ em thật sự luôn đấy. Có thế mà cũng trả đúng không bạn? Mình đang làm cái viền mắt để lát nữa cho nó nổi hơn các bạn ơi. Viền mắt, viền mồm này. Wow. Anh Gấu Đỏ ơi, càng nhìn con này em càng thấy nó buồn cười anh ạ, chứ không hề kinh dị một tí nào luôn. Nhìn bây giờ buồn cười thế này thôi, lát nữa sẽ thấy kinh dị, hơi bị đẹp luôn đấy Hà Sam ạ. Yeah yeah yeah, ta là siêu nhân màu đen, đầu ta đỏ, người ta đen, và ta là người hùng của Hà Sam. Hà Sam ơi, cái bộ Halloween của em xấu như thế này á? Xấu thì mà xấu, mặt siêu nhân hơi bị đẹp trai luôn, nhưng mà nhân vật của em là nhân vật kinh dị hơn siêu nhân nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế mà cũng chả biết. Ơi chả sao không anh. Bà sao đây? Bà sao nhỉ? Mặt của anh té tẹ rồi. Mặt của anh ra còn ra em mà cái mũi tơi là tơi này các bạn này gì đấy. Vita, Vita ơi. Giả ma đúng không? Đừng có đi em nữa. Cánh tay Halloween của mình đẹp không? Hà Sam, thế anh có cánh tay đẹp không? Úi xời ơi, nhìn trông giống như cái mũ phù thủy. Thế này á, trông hề hước chứ có gì mà sợ. Ừ, em thử lại gần đây mà xem này, xem là hài hước hay không. Đời á, tôi nhìn giống thật đấy Vita nhở? Nhìn giống thật, nhìn đáng sợ thật đấy Huỳnh câu đó. Nhìn này các bạn ơi, nhìn này. Ôi. Chân của thằng bằng vàng kia kìa. Rồi bắt thả ra vào trong cái hộp đúng không? Đúng rồi anh ạ. Hình mẫu của em ấy là một hình mẫu cực kỳ kinh dị, mang tên là chiếc hộp bắt cóc. Halloween thì mới mang bộ này ra ngoài được, chứ bình thường mang ra thì người ta có mà chạy phát tiếp. Nhìn này ghê không? Đây là nhìn rất giống luôn. Hai cái tay ôm hai bên đúng không? Rồi tiếp theo là đây, nó mặc một bộ áo choàng này đằng sau này. Nhìn thế này là không thấy này, nhìn đằng trước này. Hà Giang đang bị nó đúc vào trong cái hộp, trong nó khiêng đi các bạn ấy. Đúng rồi. Em có muốn anh đánh thằng bắt cóc này không? Từ. Hỏng mất hình mẫu của em đó. Hỏng mất nhân vật của em đó. Rồi nhìn thế này nó rất là to cao luôn này các bạn ơi. To ơi là to luôn, nhìn Hà Trâm như kiểu chỉ bị bằng nhốt vào trong cái hộp kia bé tí tí tí. Mà em ơi, làm cái bộ trang phục này hết nhiều tiền không? Cũng tương đối thôi anh ạ. Cái thùng cắt tông free. Em free. Cái mặt nạ 15.000. Cái áo khoác cũ rồi 5.000 mua ở second hand. Với lại cái áo trong, ôi dồi mới ít bông rồi. Tổng ơi, có năm mấy nghìn thôi anh ạ. Năm mấy nghìn mà làm được một bộ đồ đi chơi Halloween như này á, quá là đẹp, quá xuất sắc luôn Vita. Đẹp đấy, đẹp đấy. Hà Sam quay một vòng đi. Hà Sam quay một vòng. Đây là nha, nhìn thế này rất là cao to luôn. Nhìn như kiểu thằng cái cao to lực lưỡng như này luôn. Bắt Hà Sam vào này. Lấy cảm hứng từ những bộ phim kinh dị của châu Âu mà anh đã tạo lên một bộ Halloween tuyệt vời như thế này đấy Hà Sam, Vita. Ôi trời ơi, các bạn ơi, nhìn bên dưới không thấy chân đâu, nhìn cứ tưởng như là hai chiếc que, nhưng mà lên phía trên thì lại giống như là một cái kiểu như là bao gạo. Mà lên cái phần đầu nó mới gọi là kinh dị. Khi mà lên phần đầu rồi ấy, kết hợp với lại bên dưới là những bao gạo thì nó lại càng kinh dị hơn. Nhìn con mắt của nó này, mắt to lồi và mồm cũng lồi, mồm với mắt đều là đen xì luôn. Nhưng mà anh có đỡ ơi, có nhìn thấy gì không? Tất nhiên là có nhìn thấy mờ mờ rồi. Đây là số mấy? Số 5. Thế đây là số mấy? Số 2. Ôi trời ơi, đen xì xì thế này mà vẫn nhìn được các bạn ạ. Chứng tỏ là trang phục này làm hơi bị chỉn chu đấy. Phải nhìn thấy được thì mới đi chơi Halloween được chứ, không nhìn thấy thì nói chuyện gì nữa các bạn. Chứ lại đâm đi đâu ấy các bạn ạ. Ôi, nhìn này các bạn ơi, ở phía trên này còn có cả cây mũ này các bạn ạ. Mũ nhọn 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 này rồi. Mà so với lại mặt của anh gấu đỏ, mặt của Vita ấy, thì cái đầu của nhân vật này nó cực kỳ to các bạn ạ. Vừa to, kinh dị đấy anh có đỡ. Đã làm thì nó phải khác người thì nó mới đẹp các bạn ạ. Bộ này đi chơi Halloween hết sảy luôn đúng không? Hết sảy các bạn vậy luôn. Thế nhưng mà cái bộ này so với cái bộ của em hình như là vẫn còn thua đấy. Cái gì? Thua gì mà thua? Bộ của anh phải hơn chứ. Vita, thế còn đồ Halloween của em đâu? Úi dồi, chết rồi, để em đi mua đã. Bây giờ mới đi mua. Làm từ hôm qua mà bây giờ lại bảo là đi mua.
họa cho Bita trong con đồng này các bạn ạ. Ui, không ngờ là Bita ấy bỏ ra một số tiền ấy để sắm một cái con này hơi bị chất chơi luôn ấy nhỉ. Ui, to này, cao này, độc này, lạ này. Đây là nhìn các bạn này, Hà Trâm đứng cùng này, thấp hơn con rồng bao nhiêu luôn rồi. Đây là cái con rồng rất là to, cái tay của nó này các bạn này còn có cả cánh này. Đây là cái đùi của nó này, ui to lắm các bạn luôn. Ăn đùi rồng luôn. Lần đầu tiên được đứng cạnh con rồng, sờ đầu rồng các bạn này. Sờ đầu rồng ăn được rồng ôm luôn đấy. Đấy rồi, thích luôn, nhìn này. Wow, con rồng này còn cao hơn cả anh gấu đỏ luôn các bạn ơi. Anh gấu đỏ cao rồi mà bây giờ con rồng này còn cao hơn. Bita thì đi chân nào, Bita thì đi chân nào, đi nào, đi nào, đi nào. Wow, anh ơi, còn có đuôi này anh ơi. Bây giờ mình sẽ điều khiển đuôi của rồng. Đi đây, đi đây, đi đây, đi đây. Wow, dũng chuyển luôn các bạn ơi, nhẹ nhìn nhẹ nhẹ. Wow, 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 nhìn này, nhìn này, nhìn này, quay trên chỗ này. Một con người nhỏ bé có thể điều khiển được cả một con rồng luôn các bạn ơi. Nhưng mà anh bảo này, Bita chơi thế này là không công bằng. Người ta phải mất công làm đúng không? Đây Bita đi ra chợ mua thì nói làm gì nữa Hà Trâm nhỉ? Thế nên con rồng này của Bita không được chấm điểm nhá các bạn nhá. Chỉ chấm điểm của Hà Trâm với gấu đỏ thôi các bạn ạ. Yeah, các bạn ơi. Vậy là chúng mình đã hoàn thành cuộc quy sáng tạo trang phục Halloween rồi các bạn ạ. Mỗi người một màu sắc luôn. Bộ trang phục của mình mang tên trước là chiếc hộp kinh dị. Con của anh gấu đỏ. Bộ của anh mang tên là người ba bố. Người ba bố các bạn ạ, cũng kinh dị đấy. Con của Bita. Bộ của em là rồng lửa biết bay. Wow, đó các bạn ơi. Vậy các bạn thấy trong ba bộ trang phục của chúng mình ấy, bộ trang phục nào ấy, kinh dị và hay nhất? Bộ nào đẹp nhất thì các bạn bình luận cho chúng mình biết với nha. Còn video của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và nhớ like video này cho